Công trình trụ sở khu hành chính mới của huyện Bảo Yên là công trình quan trọng có tác động đến phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện, góp phần làm cho bộ mặt đô thị của huyện thêm văn minh hiện đại. Hiện huyện Bảo Yên đang phối hợp với các ngành liên quan đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án. Dự án trụ sở khu hành chính mới huyện Bảo Yên được khởi công xây dựng vào tháng 7 năm 2017 với tổng mức đầu tư 115 tỷ đồng. Công trình có diện tích sàn trên 10.000 m2, đáp ứng quy mô làm việc của 254 cán bộ, công chức, viên chức và các điều kiện dự trữ phát triển trong tương lai. Công trình bố cục công năng thành 3 khối, gồm khối nhà hành chính 6 tầng là khu vực làm việc của huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện. Hai khối nhà 3 tầng là khu vực làm việc của các đơn vị sự nghiệp, bộ phận tiếp dân, các ban xây dựng đảng. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần làm cho diện mạo đô thị của huyện Bảo Yên thêm văn minh hiện đại. Trung tâm hành chính mới thì sẽ là một điểm nhấn của cái quy hoạch trung tâm đô thị của Bảo Yên. Và từ cái trung tâm hành chính này thì các cái phân khu chức năng cũng như các cái khu vùng lân cận sẽ là những cái điều kiện để hình thành các cái khu dân cư, các cái nơi mà phát triển kinh tế xã hội rất là tốt. Và chính vì vậy mà khi thực hiện cái hoàn thành cái khu hành chính mới này thì các cái vùng lân cận sẽ là trở thành những cái khu đô thị và sẽ tạo điều kiện để phát triển trong tương lai. Đến thời điểm này, khu trụ sở trung tâm hành chính mới của huyện đã hoàn thành được trên 80% khối lượng công việc. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện các hạng mục cuối cùng. Tuy nhiên, do tình hình dịch COVID-19 nên tiến độ của công trình cũng bị ảnh hưởng ít nhiều, thiếu hụt nhân công. Cùng với đó là khó khăn do địa chất phức tạp, rất nhiều đá nên việc làm mặt bằng, làm móng tốn khá nhiều thời gian. Vượt qua những khó khăn ấy, đơn vị thi công đã và đang cố gắng để triển khai các giải pháp thi công, đảm bảo hoàn thành công trình theo đúng kế hoạch. Chúng tôi phải cố gắng hết sức đảm bảo coi như là kịp thời gian của cái công trình này đưa vào để sử dụng của Đại hội Đảng. Chất lượng của chúng tôi là làm là coi như là cái nguyên vật liệu là cái gì là chúng tôi làm, cái chất lượng thì của nó là giám sát của nó là từ đầu đến cuối. Làm bây giờ nó hiện đại, nó không phải là như thời ngày xưa mà bảo là cứ làm ảo, bây giờ là cứ phải làm đến đâu là phải có nhiệm thu kiểm tra, ban bệ kiểm tra hết thì chúng tôi bắt đầu mới tiến hành đến tiếp theo cái việc mới. Với sự nỗ lực của huyện, các đơn vị thi công, công trình trụ sở khu hành chính mới của huyện Bảo Yên sẽ hoàn thành đúng tiến độ, kịp thời đáp ứng cho việc tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Yên nhiệm kỳ 2020-2025. Công trình được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết các thủ tục cải cách hành chính, phục vụ nhân dân, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong nhiệm kỳ tới.